Trong hai ngày 14 và 15 tháng 3, đoàn chuyên gia vùng Nouvelle Aquitaine Cộng hòa Pháp phối hợp với bảo tàng tỉnh tiến hành khảo sát tại dinh thự Hoàng A Tường, huyện Bắc Hà. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai Việt Nam và vùng Nouvelle Aquitaine Cộng hòa Pháp, đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ số hóa, tạo hình 3D dinh thự Hoàng A Tường phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong nước và quốc tế. Theo đó sử dụng thiết bị bay flycam chụp tổng thể kiến trúc, cảnh quan không gian di tích dinh thự Hoàng A Tường. Các video, hình ảnh thu được trong thời gian khảo sát sẽ được số hóa và xử lý theo công nghệ kỹ thuật dựng 3D, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp và lưu giữ tại bảo tàng, phục vụ cho việc sửa chữa, trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị của di tích dinh thự Hoàng A Tường.